Câu hỏi 9. Một hôm, vua Cấm Mị nằm ngủ thấy 11 điều mộng, trong lòng lo sợ, liền triệu quần thần đến đoán. Quần thần tâu xin hỏi các vị Bà La Môn. Các vị Bà La Môn tâu rằng: mộng này là điềm chẳng lành, một là mất nước, hai là bị hại đến tánh mệnh. Chỉ có cách là đem trâu, dê, ngựa và nàng Malini cùng 500 người hầu hạ nàng trong 7 ngày thời bắt ra các ngã đường mà giết để tế trời thì khỏi các tai nạn. Câu này dạy đạo đức nhân quả gì? Trả lời câu hỏi 9. Một hôm, vua Cấm Mị nằm ngủ thấy 11 điều mộng, trong lòng lo sợ, liền triệu quần thần đến đoán. Quần thần tâu xin hỏi các vị Bà La Môn. Các vị Bà La Môn tâu rằng: mộng này là điềm chẳng lành, một là mất nước, hai là bị hại đến tánh mệnh. Chỉ có cách là đem trâu, dê, ngựa và nàng Malani cùng 500 người hầu hạ nàng trong 7 ngày thời bắt ra các ngã đường mà giết để tế trời thì khỏi các tai nạn. Câu này dạy thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Giấc mộng của nhà vua là một cơ hội để trả thù công chúa. Các vị Bà La Môn lợi dụng lòng tin thần thánh của nhà vua mới bày vẽ gạt vua để giết công chúa. Mộng này là điềm chẳng lành, một là mất nước, hai là bị hại đến tánh mệnh. Chỉ có cách là đem trâu, dê, ngựa và nàng Malini cùng 500 người hầu hạ nàng trong 7 ngày thời bắt ra các ngã đường mà giết để tế trời thì khỏi các tai nạn. Nhà vua nghe theo truyền lệnh 7 ngày nữa sẽ đem công chúa và mọi người ra giết để tế trời. Đó là một hành động hết sức hèn hạ, nhỏ mọn, ti tiện của những giáo sĩ Bà La Môn khi không được cúng dường sinh tâm ganh ghét. Nhưng quy luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm ác. Chỉ còn có thời gian, họ sẽ phải trả quả thích đáng. Những vị Bà La Môn này không tránh khỏi tội ác lừa đảo nhà vua để giết người. Đọc đoạn kinh này, chúng ta xác định các vị Bà La Môn dùng uy quyền thần thánh ghê gớm thật. Dám tâu giết công chúa mà nhà vua vẫn nghe theo, thì biết lòng tín ngưỡng thần thánh mù quáng trong thời bấy giờ rất mạnh. Ngày xưa, người ta chỉ cần mượn danh thần thánh, từ vua chí dân đều rất sợ hãi. Ngày nay, chúng ta cho đó là mê tín và lạc hậu. Đúng vậy, tất cả những tư tưởng thần thánh, quỷ ma, yêu quái, linh hồn người chết vân vân là những điều mê tín lạc hậu từ ngày xưa còn lưu lại đến ngày nay, rất khó bỏ. Vì mê tín lạc hậu, nếu không có Đức Phật thì công chúa, nhiều người và nhiều loài vật bị giết hại một cách rất oan uổng. Cho nên sự mê tín lạc hậu là một tai hại rất lớn cho loài người. Chúng ta cần phải cẩn thận. Khi nghe nói đến thần thánh ma quỷ vân vân thì chẳng nên tin. Người nào tin có thần thánh quỷ ma yêu quái là mê tín, là mù quáng.